Xin chào quý anh chị ạ. Nếu quý anh chị mong muốn sở hữu một căn nhà diện tích lớn cách không quá xa trung tâm thành phố Đà Nẵng thì hôm nay em Tiến có một sản phẩm muốn giới thiệu đến quý anh chị ạ. Một căn nhà với diện tích là 151 m², 2 tầng, 3 phòng ngủ, thiết kế sang trọng hiện đại ạ, nằm ở xã Hòa Nhân, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ạ. Từ vị trí nhà di chuyển ra đường Trường Sơn và Ủy ban nhân dân xã Hòa Nhân thì chỉ có vài trăm mét thôi ạ. Và từ vị trí nhà của mình di chuyển về quảng trường á thì cũng chỉ hơn 10 km ạ, và có giá chào cực kỳ tốt luôn ạ, là chỉ có 1 tỷ 890 triệu thôi. Đây là căn nhà mà hôm nay em Tý giới thiệu ạ, với chiều ngang 5 m, nằm ở Hòa Nhân, Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ hơn 10 km ạ. Nhà thì có sân ô tô và chủ nhà thì thiết kế tiểu cảnh là một cái hồ cá koi rất là đẹp ạ. Căn nhà thì kết cấu là 2 tầng, 3 phòng ngủ đầy đủ công năng, diện tích là trên sổ là 141 m² và diện tích sử dụng ngoài ngoài sổ tổng lại là 151 m ạ. Kết cấu đầu tiên không gian tầng 1 á thì mình có một cái sân để xe máy phía trước, đó là cái diện tích ngoài sổ ạ. Và phía trong là một cái sân ô tô. Nhà mình á thì đây là khu vực phòng khách ạ. Không gian bếp, một phòng ngủ dưới và khu vực nhà vệ sinh ạ. Nhà thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn ạ. Chủ nhà thì trang trí rất là nhiều đồ đồ gỗ ạ, cực kỳ thông thoáng luôn. Không gian tầng 1 này và di chuyển vào phía trong của nhà mình á, dưới này là khu vực cầu thang lên tầng 2 ạ, và đây là khu vực bếp của nhà mình, bố trí cũng rất là đẹp ạ. Và di chuyển về phía sau á thì mình có một cái phòng ngủ ở dưới ạ, đây có người sử dụng ạ, thích hợp cho gia đình mình có người lớn tuổi á. Và phía sau này, nhà này thì chiều dài tới 33 mét lận, là khu vực nhà vệ sinh này và không gian trống ở phía ngoài đây để khu vực giặt phơi đồ ạ, rất là thông thoáng phía trước phía sau ạ, cực kỳ yên tĩnh luôn. Và em Tiến mời quý anh chị cùng nhìn lại cái không gian tầng 1 của nhà mình ạ, rất là thông thoáng rộng rãi luôn ạ. Tiếp theo là khu vực tầng 2 của nhà mình ạ, cầu thang di chuyển thì cực kỳ rộng rãi luôn ạ. Tầng 2 thì gồm có 2 phòng ngủ, một khu vực nhà vệ sinh và một không gian phòng thờ. Di chuyển về phía sau á, đây cầu thang di chuyển lên rất là rộng rãi luôn. Phía sau thì mình có 2 cái phòng ngủ ạ. Đây, phòng ngủ của nhà mình cũng có người sử dụng ạ, 2 phòng ngủ. Và di chuyển về phía sau này thì cũng có là một cái không gian nhà vệ sinh ạ. Đây, nhà vệ sinh ở phía trong này. Không gian sử dụng ở tầng 2 và khu vực giặt ạ. Tiếp theo di chuyển về phía trước á thì nhà mình có một cái không gian phòng thờ. Không gian phòng thờ rất là rộng rãi thông thoáng luôn. Đây, không gian phòng thờ của nhà mình. Và phía trước thì mình có một cái ban công cực kỳ rộng luôn ạ. Ban công nhà mình đây. Nhà thì rất là thông thoáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên ạ. Và anh Tiến xin nhắc lại á, căn nhà mình có diện tích là 151 m², 2 tầng, 3 phòng ngủ, ở Hòa Nhơn, Hòa Vang, và cách trung tâm thành phố thì chỉ hơn 10 cây số thôi. Và giá chào hiện tại là 1 tỷ 890 triệu ạ. Quý anh chị mà quan tâm căn nhà này thì liên hệ ngay cho anh Tiến theo số điện thoại 0976 250 114, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về nhà phố Đà Nẵng ạ.